sáng này. Bữa nay hàng hôm qua thì mai mình gửi ha, mai thứ bảy chốt đơn gửi ha. Chắc cũng có hàng gửi lên này, không lên tiền kịp. Qua thì cũng là của được chết hai cạnh dài 4 tấc rồi tới đó. Đơn ba cũng khoảng 4 tấc. Còn dao cầu râu này là của được mình bán được 2 hình rồi, còn của được không. Cầu râu cực kỳ mới, chọn hợp kìm đi xa, cái này cũng mới bây giờ xa này khoảng 2 tấc vậy đấy, 19-20 có được một pin mấy ta, còn nhận sạc thì trên 20 còn cá đẹp hơn này, kiểu này không biết đi dán cái tem tên của con người hay là tên người sử dụng hay là chữ gì mình cũng rành thước thước kéo Tajima 20m, con này thì đẹp Tajima thép nha, thép này là thép nha, kéo tử rồi, cái này nãy giờ kéo tử rồi hết rồi ha, cái tử rồi hết rồi đẹp. Ma là con một này, là chúng này Tajima, con nó chạy hai nó xin, nè vô được luôn, có một cái tô này 1050 cực kỳ nhỏ mà siêu đẹp ha. Sa băng nằm đây đó. Mới chưa sử dụng luôn á, chính là mới tin luôn chưa sử dụng. Mùa đông nhìn chỉ mùa đông này nha, 3.8 bộ lục giác, lục giác này cũng bán trên Zalo này nữa, nó từ 2.5, 3.4, 5, 6, 8 đi mà bán luôn. Ga này nè, cũng hot ha, cực kỳ. Cái này có này của em lần này của anh sử dụng được luôn ha, bỏ hàng này bằng ga mới, gần như mới chưa sử dụng luôn. Vậy anh em có được bơm ga này, đây là cái đồ chỗ tăng ga nữa ha, nhỏ lớn. Cái đây là cái đồ chèn lửa đá luôn.